chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp một bạn khách hàng lần đầu tiên tới địa chỉ của bên mình để trải nghiệm dịch vụ xóa mực xăm ở trên mí mắt. Thì trước khi mà mình phân tích kỹ hơn về cái tình trạng mí của bạn ấy thì chúng ta hãy cùng làm quen bạn ấy một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Linh. Mình là ở Bắc Giang. Vâng. Chị Linh ơi, không biết là mí mắt của mình ý, mình đã làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình được khoảng hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm rồi ạ. Và không biết là lý do gì mà chị lại biết đến DK hả chị? Mình có bạn đã từng làm ở đây rồi giới thiệu. Không biết là bạn của mình làm dịch vụ gì ở bên em hả chị? Bạn cũng hút mí mắt. Cũng hút mí mắt. Thế không biết là chị đánh giá thế nào về cái kết quả của bạn mình sau khi mà sử dụng liệu trình xóa mí bên em ạ? Bạn ấy mới làm được khoảng 2 lần nhưng mà đã có cái kết quả rõ. Thì mình mới đăng ký làm bên mình. Dạ vâng ạ, mới 2 lần ạ, kết quả rất là rõ rệt đúng không ạ? Và chị Giang ơi, chị giúp em phân tích về tình trạng mí của chị được không ạ chị? Cái phần mí của bạn ấy là bạn ấy làm mực nó đã bị trổ xanh và nó loang lên cái bầu mí. Da mí thì rất là mỏng và cái kỹ thuật đi thì khá là sâu. Vâng ạ. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu xem chuyên gia của bên mình xử lý hút mực cho chị Linh nhé mọi người nhé. Và trong quá trình xóa ấy, nếu như bạn nào có câu hỏi gì đặt ra thì mọi người có thể comment ở phía bên dưới livestream, mình sẽ bắt đầu trả lời cho mọi người nhé. Em xin mời chị Giang xử lý ạ. Và ngoài ra nguyên nhân của mực xanh và loang là gì ạ? Là do trong thành phần mực của khách hàng ấy không có chất chống trổ nên là theo thời gian thì gốc mực sẽ bị phai sang màu xanh ấy mọi người nhé. Và ngoài ra một phần là do kỹ thuật của chuyên gia khi mà làm mí cho khách ấy, có thể là họ đi mạnh tay quá và nó dẫn đến cái việc là mực bị bắt vào những cái mạch máu dẫn đến tình trạng bị loang màu lên trên vùng bầu mắt của chúng ta đấy ạ. Cho nên là để làm mí là cần đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Nên là chị em nhớ tìm hiểu thật là kỹ trước khi mà sử dụng những cái dịch vụ phun xăm thẩm mỹ nhé. Và vậy là mọi người thấy đấy ạ, chưa đầy một phút mà chuyên gia chúng đã xử lý xong một đêm mắt rồi. Và chị có thể giúp em là ấn căng hai bên da mắt lên cho mọi người so sánh hai bên đúng không ạ? Anh Hoàng quay sát rồi. Chị Linh ơi, cho em hỏi thăm là không biết là chị có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không ạ? Mình không cảm thấy bị đau rát gì. Vâng ạ, có rất nhiều chị em là sợ rằng là chị Giang xóa giúp em bên còn lại nhé. Sợ rằng là xóa laser liệu có đau không, nhưng mà như mọi người nhìn thấy ạ, mặc dù là cái vùng da rất là nhạy cảm như vùng da mí thì bên mình vẫn có thể xử lý cho khách rất là nhẹ nhàng, không gây đau đớn, không chảy máu, không tổn thương da. Và mọi người nhìn này, không hề gây cháy trụi lông mi thật của khách nhé mọi người nhé. Và ngoài ra vì công nghệ của bên mình rất là nhẹ nhàng như thế này nên là khi sau khi mà khách hàng xử lý xong ấy không cần phải ăn kiêng gì cả này. Và nếu như đi đâu cần trang điểm thì mọi người vẫn phải trang điểm được luôn nhá. Xong rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy chị Linh ơi, không biết là chị có muốn bỏ cái băng dính ra để kiểm tra về cái tình trạng mí của mình sau khi hút xong không hả chị? Vâng, vậy thì để theo dõi thêm những cái tư liệu về dịch vụ xóa laser bên mình ấy thì mọi người nhớ bật chế độ xem trước ở trên fanpage DK Eyebrow Beauty. Và để tư vấn kỹ hơn về dịch vụ thì mọi người có thể gọi điện thoại có hotline 0911310000 hoặc 0912310000 để được đặt lịch nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.